chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả series One Piece của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại để làm một cái kèo rất là hay. Nhưng mà trước khi làm cái kèo này thì chúng ta sẽ phải vào để chỉnh cái nhạc một tí đã. Cũng như là chỉnh cái hút design. Để xem nào. Sabo à? Sabo để rồi. Thôi để đồ Flamingo cho đẹp nhá, Big City Boy nhá. Rồi. Còn volume thì mình sẽ giảm xuống. Không thì mình bình luận các bạn sẽ không nghe thấy. Rồi. Ok anh em. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào thôi. Nhiều lắm. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái trận đấu, đó chính là dàn harem của Lù đánh với cả 9 người hỏi chấm. Nghĩa là dàn mỹ nữ của Lù bao gồm bò Hancock này, Nami. Mà nhá, tôi nói thật nhá, mấy ông nhá, tôi làm theo nguyện vọng của các bạn bình luận. Tức là các bạn bình luận như thế nào thì mình sẽ chơi như thế, chứ không phải là mình chọn. Chả hiểu sao có mấy ông vào hẳn Facebook của tôi, mấy ông bảo là anh ngu VL, là Nami đéo yêu Luffy, xong rồi lại Robin cũng đéo yêu Luffy. Tôi cũng biết chịu, tôi chỉ làm theo thôi mà. Thì căng vậy. Thiếu con nào ta? À, bot Clay này. Ok, đánh 19 họ hỏi chấm nhá. Thế nên là kể cả bạn comment sai thì mình vẫn làm. Bởi vì là mình biết là khi mà bạn comment thì bạn rất muốn mình đọc được và mình làm theo. Vậy nên là kể cả bạn có comment sai 1-2 người thì mình cũng vẫn làm cho bạn. Ok không anh em? Chứ không phải là mấy ông vào hẳn Facebook của tôi, mấy ông chửi tôi là đờ mờ mày ngu VL. Ai chả biết là Nami đâu. Nami kiểu nó chỉ là kiểu gán ghép thôi, chứ về sau Nami là phải thuộc về bưởi của Hancock. Bưởi Hancock to như thế ai được em. Mà bởi Nami cũng to không kém đâu các bạn ạ. Gì đây? Úi trời ơi. Ôi nào. Sao random lại ra con quán cóc nhỉ? Ôi nào. Hai bọn con à, kít à, kít ấy à, thế thôi nào. Ôi ông ta chơi thế này thì làm cái gì, chết bản thế, mình đâu có mất máu đâu, bướng. Bất đứng đấy, mình cứ bẻ chân nó thôi. Ôi, quá cái bẻ chân luôn. Gì đấy? Rồi, Ninh Ninh phát chết luôn. Chiến thuật đấy. Suốt một mẹ. Bắt rồi. Nó đấm kìa anh em. Gì đây, ô ra gì đây, nhầm phim rồi, đây không phải là Jojo. Bướng.
Yếu vãi cứt đi. Hề, yếu lắm. Sao đánh đây? Thua ơi. Mấy nữ này sao mình đánh được? Ô kìa. Đâu mẹ. Nào vào đây. Vào đây. Hướng với tao. Cứ tổng chạy thôi. Nào. Ôi giời xét kìa. Này thì nịnh cái này trời bố mày này. Mày đừng chết bố mày. Mày đinh đinh cho mày chết. Tiếp chắc mới kiểu. Úi xồi ôi. Giật xe đó. Giật tiếp. Trời ơi. Mình né rồi mà, tại sao nó lại bắn được vào đít mình nhờ? Có chữ thế, lừa rồi. Toàn nữ thế này thì đánh kiểu gì? Mà dù có người to rồi đấy nhưng mà sao được mấy thằng này? Phải có sư đâu. Ok. Thôi nào. Cùng hợp với nhau còn điên rồi. Hô ra hô ra. Qua đây đâu? Trong bất xuất ngoại bất nhập. Bướng. Đứng to vậy. Bướng này. Ôi xổ ôi. Ơ, có. Hay. Bớt bớt đi. Đánh con gái như thế mà mày đánh được à? Mày đánh được à? Đánh cái thằng của hành này. Con gái như thế à? Gì đấy? Quài tụi bờ lụ. Quài bờ lụ, bờ lụ, bờ lụ, bờ lụ. Tuổi luôn. Thằng kia còn xa đấy. Bờ lô với tao. Ngu chưa, ngu chưa, ngu chưa, ngu chưa con. Ngu, ngu. Tần độ này. Ây à. Chọc bóng thế. Hảo bói. Chạy. Nhìn nhìn bẻ mày cổ luôn. À con này biết đi rồi. Cáo nhầm. Thôi nào. Nhà mày hả xin kè. Ok. Không thể tính nào khoảng cách của con Robin đến cái ấy luôn ấy. Mày nhìn Robin ngon quá. Khó đấy. Chuyển ngon cóc luôn. Đi đâu? Con lợn. Lợn.
đá cho mày đi. Gãy mẹ mày người. Gãy người luôn. Ơi! Hư cấu vãi. Đá cái quả đáp phải đá rồi, đá trúng chứ. Hư cấu vãi. Lừa này, lừa đảo này. Nghe nó hư vậy. Ôi mẹ ơi, Luffy kia 4. Nó còn con Juju. Ây à! Tàu đấy, có lộng. Kìa. Đỡ được kìa. Đấy, con này có bị phá. Bớt. Ok. Ok. Hay quá. Thế chứ còn gì nữa. Đúng. Bay vào đây. Đúng với nào. Nào, đổ lên. Thôi nào, hay quá. Ô, không chết kìa. Sổ chết đi còn gì nữa. Ôi kia 4. Ui. Mày thôi nào. Sao mày kia 4 đây. Mẹ ông hào con mình kéo ác vậy. Làm sao có thể mấy cái bà con gái này làm sao có thể đánh lại được. Mà kiểu con Robin nó còn đánh xa ấy. Lại Robin. Thôi mày chết rồi. Gặp Nami thì mày xác định rồi. Nó bị giật cho người ngu người. Để cao su cách điện à. Cách điện trị đại không. Nhưng mà may là thằng Robin không có giáp ấy. Rõ trời đi. Người thằng này nó không có giáp. Chơi được. Ôi xong cái gì. Chuẩn bị đi. Này đi. Cao su cách điện của chúng tôi này. Cách điện này. Ok, thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì anh em đừng quên nhấn like, bình luận ở phía dưới và đăng ký kênh cho mình. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye!